Đây, những cái cành dày này, cành ốc thân nè, là mình bóng hết để cho tạo cái ánh sáng vô nó gọi trực tiếp vào trong thân cây của mình, thì cái cây của mình nó mau già cành rồi hạn chế được nấm bệnh nữa. Cái cành này đó, đây là mình sẽ bóng hết dùm cho em. Đây, đây những cái cành tăm, rồi những cái cành vô hiệu đa số nè, mình để ý dùm em ha, là những cái cành nào mà nó dương vô ở trong cái thông thân này là nhấp hết, là mình nhấp hết. Còn những cái cành mà nó cái tay nó đưa ra là mình giữ lại, chứ mình để cho nó nuôi những cái cành này cho lớn lên ra sau này thành những cái cành cái trọng tâm, nó nuôi trái cho mình. Như mấy cành tăm ở trong này mình bóng hết nè, đây dương vô nè, sẽ bấm từ từ cho mình. Ở đây một số cành như cái cành này anh mình có thể giữ nè, tâm cái cành này là những cái cành tâm nè, cái này là mình phải xử lý gấp chứ mình không có chờ nữa. Như cái đỉnh ngọn này thì ở đây mình có hai cái ngọn, hai cái chớp, nó tay đi ra mà thằng này nó vươn lên, nó đi theo cái ngọn, đi theo cái ngọn thì nó không là cho những cái tàn tay ở trên nó nở ra, thì mình sẽ bấm luôn ở đây để mình tạo vừa khống chế mà vừa tạo cái ánh sáng cho cái thân à, cho thoáng cái thân cây của mình luôn. Tôi thoáng ổn la hoài không cho. Như rồi như cái cành này nè, ở đây là nó có một cái cành ốc thân nó đang vươn lên, vươn theo cái những cái đỉnh này. Thì đây anh bấm chốt hết như mấy cái đỉnh mà nó vươn lên hết giùm cho em đây. Này cũng có bấm rồi nè, bấm hơi cao nè. Đây. Như vậy. Rồi cái tay em bỏ ra để coi cái xác định cái cành. Những cái cành mình nó đi vô trong thân là anh bấm bỏ hết giùm cho em. Đây như những cành này cũng vậy, mình tiến hành là mình cắt liền để cho mình tạo cái mầm bông. Rồi bắt đầu là xong cái này, phần này xong rồi bắt đầu em lên trên em sẽ cắt tạo cái giếng trời cho mình, rồi nó khống chế cái ngọn, hạn chế sự cạnh tranh giữa. Dạ hả. Cái công dụng của khi mà mình cắt đọt á là nó sẽ hạn chế được cái sức gió. Nó không cho cái đọt của mình nó dương cao mà gió nó thổi làm lay động gốc của mình. Nó quy định cỡ 3 mét mấy, 2 mét mấy nó dạ. Đọt được cái lên cao tính cỡ 4 mét cái là cái thâu được. Dạ. Bóng rồi như hết luôn, giáp một cái như cái cành này là những cái cành đi vô nè. Mình có cái tay đi ra vậy thì mình sẽ canh ngay đây. Mình mà bấm giùm cho em. Một cái đỉnh. Rồi như mấy cành này đang đi vô không nè. Bấm hết. Đây mình sẽ khống chế luôn tới dưới này. À, nó gùng cây nuôi cây cho mình là lớn cành lớn nhánh, hạn chế cạnh dinh dưỡng, hạn chế độ ngã, mà tạo một cái giếng trời để cho ánh nắng gọi vô trực tiếp ở trong thân, nó làm cho cái cây của mình mau già và hạn chế được cái sự cạnh tranh dinh dưỡng cũng như là kích thích làm cái cây của mình nó ra bông nhanh hơn. Mình đừng có một số bự tiếc. Rồi, đây. Bắp vậy rồi ba cái này vuốt luôn ha, là nữa để một luôn ba một lấy trái ha. Ở trong thân của mình á thì hiện giờ những cái cựa gà mà nó mới vừa u sưng thì mình giữ, còn mà ở ngoài này nè. Như ở ngoài này thì mình lãi hết đi. Bỏ ở hết trong này thì mình giữ. Vuốt hết trơn, còn chưa trong đây thì bây giờ nè. Mấy hai gan này nè. Dạ. Rồi sau khi mà mình cắt xong nè. Hậu buông cái tay ra hậu đó, mà bắt đầu là thấy cái cây của mình nó thông thoáng, ánh sáng nó lọt vào gọi vào rồi, thấy cái cây của mình bắt đầu là sáng sửa nè, ánh nắng trực tiếp gọi vào ở trong thân cây làm cho cái da cây của mình nó mau già hơn. Rồi khi mà mình lên thuốc tạo mầm á thì cái thân cây của mình nó già, nó quá gỗ rồi thì cái tỷ lệ làm mầm nó ra được nhanh và cao hơn. Rồi cái cây của mình như vậy thì nó sẽ hạn chế được nấm bệnh, hạn chế được sức gió làm đổ ngã, hạn chế được cái chi phí phân thuốc, cũng như là hiện giờ mình đang sử dụng là mình chuẩn bị tới làm bông, thì cái chi phí mà thuốc làm bông của mình như cây này để tùm gầm đập mình thấy xịt tầm khoảng 2 lít cho mới đủ một cây. Còn mình thông thoáng như vậy, mình loại bỏ hết những cành vô hiệu rồi thì mình xịt tầm khoảng 1 lít, tối đa là 1,5 lít, thì mình sẽ hạn chế được cái chi phí về phân thuốc rất là nhiều, mà hạn chế được cái cây mình đổ ngã nữa. Rồi tiếp tục em sẽ qua, anh sẽ bấm cho mình một cây tiếp để bắt đầu là mình sẽ áp dụng theo đúng cái quy trình. Dạ, như cái cây này thì hiện giờ mình đang thấy cây của mình nó đang quá tùm nè, nó quá gầm gạp nè, rồi cành dược nó lại rất là nhiều.
nó tốn về cái chi phí phân thuốc của mình nó rất là cao. Rồi bây giờ em sẽ bấm là thấy cái cây của mình nó sẽ thông thoáng, nó còn lại là những cái cành mà cái những cành chủ lực cho mình hết. Vậy là đợt này bỏ trái hết luôn rồi. Dạ. Lóng trái này nhiều. Mình sẽ làm ở đây mình làm bông á, là mình sẽ lấy cái tỷ lệ bông đều và nó nhiều nhất dược để mình dễ xử lý về cái phân thuốc. Rồi thêm một cái nữa thì sau khi mình xử lý như vậy á là mình quay trở lại là mình xử lý một cái mùa mới được. Đây nè, như cái cành này là ở đây là một cái cành ốc thân nè, mình cắt lại, mình cắt sát vô ngay đây là để đang nuôi trái đợt này, lấy cái lá đặng vô nó nuôi cái trái. Như cắt chứ hổm rồi mấy đó, như cái cành này, như cái cành này ở đây cũng vậy, thì nó ở bên ra ngoài này nó lại tiếp thêm là một cái cành ốc thân nữa. Thì khi mà mình bấm cái đầu cành này thì nó sẽ tập trung vô nó nuôi cái những cái cành này cành cái, như cành chủ lực sau này cho mình. Rồi như ở đây mình thấy nè, hồi đó mình không cắt, nó cắt thấy vậy, mình không cắt quá cao à. Thì bây giờ nó thành một cái cành dược, cái cành dược lên như vậy thì nó che hết cái phần toàn bộ cái phần ánh sáng ở bên trên, và ở bên trên mình bắt đầu là nó phân chia thành cành cái nhưng mà nó không nở ra được thì bắt đầu nó sẽ dược lên nữa. Mà đối với cây mít ruột đỏ sơ vàng này của mình á là nó tái cành tái nhánh, mà những cành mà xà ngang thì cái tỷ lệ mang trái nó mới cao. Còn như cành dương dược như vậy nó đứng vậy nè, và cũng như là cái một cái thân mới rồi thì nó sẽ không ra bông ở trên những cái cành đứng nó như thế này, mà nó ra tay những cái cành cấp 2, cành cấp 3. Đó thì bây giờ mình sẽ khống chế nó, vừa cạnh khống chế không cho nó cạnh tranh dinh dưỡng, cũng như là mình khống chế là không cho cành nó dược nữa. Là chưa cỡ 3 nhánh chỗ này bự nữa là thành nhánh trái cho nó nuôi trái. Dạ đúng rồi. Khi ở đây nè mình cắt nè, là những cái cành này nó chia ra thì nó không có nuôi cái phần đỉnh ngọn nữa, thì nó sẽ tập trung vô dinh dưỡng, nó nuôi những cái cành này, cành này, cành nuôi trái, cành cái, thành cái cành cái cho mình. Ở như cái cành này cũng vậy, nó đang dược, mà cái cành này đây là một cái cành ốc thân, thì anh sẽ bấm ngay chỗ này giùm cho em luôn. Cái này bấm cái giữ dằn đọt. Dạ mình đừng có sợ. Mà làm ổn thôi, tính để ăn cho nó nuôi trái. Đây những cái cành dày này, cành ốc thân nè, là mình bấm hết để cho tạo cái ánh sáng vô, nó gọi trực tiếp vào trong thân cây của mình thì cái cây của mình nó mau già cành, rồi hạn chế được nấm bệnh nữa. Mấy cái cành ở trong thân này nè, những cái cành đứng lên như vậy nè, là mình bấm hết. Như cái cành này ở đây bỏ cái cành tâm này đi, một cái cành này cũng là cành nó ốp thân, nó đứng lên nè, đứng thẳng luôn nè, bỏ luôn. Đây cành ốp thân mà mình không cắt hồi trước nè, cắt rồi nhưng mà mình chưa cắt sát sát xuống, còn tiếc nuôi cho nuôi trái. Dạ tính đợt nuôi trái đợt sau này nó mới rụng cái đọt nữa. Đây đó này là cái thằng này cũng là một thằng ốp thân, bấm luôn. Còn rất là nhiều, mình phải giai đoạn này là cây tơ mình phải gùng cho nó kỹ để cho nó mau già cành. Đó là mình cắt được một bên rồi đó. Đây nè, những cái cành mà đứng lên nè, nó dựng lên như vậy là mình bấm hết giùm cho em. Đây khi mà mình bấm ra là mình sẽ thấy lại là toàn bộ là những cái cành mang trái của mình, là những cành lực hết. Như này đứng quá em bấm bỏ luôn. Rồi. Xong. Rồi tiếp tục là cái phần tầng dưới nè. Tầng dưới này bây giờ nó đã xong rồi. Em sẽ bấm tiếp tục em leo lên em bấm cái phần ngọn. Né lên mấy bên này dễ leo. Chú dính. Đây như những cái phần nhánh này, những cành dược nè, nó đứng lên là mình cắt, mình chỉ chừa là những cái cành mà nó nở nó đi ra ngoài thôi. Còn như đây những thành dừa cành dương trong thân nè, mình cũng bấm luôn. Đó bắt đầu là mình dòm những cái tay chi nào, những cái cành nào nó đi ra ngoài thì mình sẽ giữ, rồi mình khống chế đến một cái mức nhất định ở trên cái vườn của mình. Như ở đây cây này, cành này là cành là tới cái phần này đã tới phần hóa gỗ rồi nè, thì mình bấm ở đây. Dạ còn cái nào mà nó ướp vô trong thân á thì mình loại bỏ hết giùm cho em. Đây là một cái nhánh đi ra nè, đây mình có hai nhánh đi ra, thì ở đây mình sẽ bấm bỏ nhánh này, mình khống chế tới đây, nó hạn chế được cái sự cạnh tranh dinh dưỡng nhiều lắm.
rải kìa đó, 5 bao hắc kim ở dưới đó mà nó tốt một cái thuốc dưỡng cưng dưỡng ba nhánh này xong nữa tốt hết riết luôn rồi. Mà khi mà mình cái hắc kim của mình là đã tốt rồi. Tưởng mà cái mấy cái hoàng thiên long vô mấy, dạ, thùng, mấy thùng nữa. Dạ. Bứt cho mày 2 thùng nữa nó tốt. Ừ. Mà cưng quá nhánh thì. Mà cái cây của mình nó đang sung tốt, khi mà mình loại bỏ thêm những cái cành mà vô hiệu, những cành cạnh tranh nữa là cái cây của mình nó sẽ còn tốt nữa khi mình sử dụng những cái sản phẩm đó. Mình ủ sợ cái nó sau này nó thấp quá à nè, bị trọng đây khoảng nó xa 5 mét cây nè, sợ không. Những cái cành này sau này nó càng nở cành nó sẽ bự ra cho mình nữa. Ở đây mình gió quá mình đâu cần cái cây mình quá cao. Đây như cái phần này là bấm, mình sẽ bấm ở đây luôn. Thì lấy sứa cắt chứ bấm gì nổi. Này cũng ông mà mua cây sứa cắt mới được, giờ bấm hết nổi rồi quá bự rồi. Không? Đó. Anh chị thấy cái cây của mình bây giờ là nó thông thoáng nha. Rồi, gió nó không còn lai như những cái cây mà mình đang tùm như bên kia nữa. Dạ. Rồi trong cái thời gian này là cây của mình đang trong giai đoạn làm bông làm trái, mà khi mà gió lai động gốc nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phần bộ rễ, rồi ảnh hưởng tới cái phần bông phần trái của mình, nuôi trái của mình luôn. Rồi như vậy mình xịt kích tiếp tục luôn nữa được không? Dạ. Kích tiếp tục lấy trái dưới đó nữa được không? Dạ được, thì cái xong cái phần này là cái giai đoạn quyết định nè, mình xử lý xong cái giai đoạn kiến thiết xong rồi mình lên những cái cửa thuốc tiếp tục dùm cho em. Rồi tiếp tục lấy trái luôn. Dạ. Thì đây là những cái chia sẻ của anh em kỹ thuật của nhà Vi Farm tới thăm vườn của anh chị, là hướng dẫn cho anh chị là cách cắt tỉa cành, tạo tán, khống chế làm cái giếng trời cho cây mít mà mùa tơ đầu tiên khi mình xử lý mùa nghịch. Ở đây thì bà con quan sát xem chúng ta sẽ tiến hành xử lý cho cái vườn mình để có một cái mùa bông cũng như là một cái mùa bội thu nha.